Xin phép test cho kênh thử con âm ly Watt Fiden 2050A. Tiếng rất là high end, dày dặn, âm hình rộng sạch sẽ, và con CD Okem 93 có lẽ là một trong những con CD tốt nhất thời điểm đấy rồi các anh ạ. Mọi cái giá rất là hay, trong những con CD vào tầm high end rồi. Giá bán ban đầu của con CD này rơi khoảng 1.300 đô đấy các anh ạ. Về Việt Nam nó phải khoảng ba mấy triệu. Mời các anh nghe thử nhé. Xin anh đừng có buồn, tình nào không cay đắng.
đi.